Vì để cai nghiện điện thoại, mẹ của Paul đã đăng ký cho anh một khóa học sinh tồn. Anh sẽ được đưa đến một hòn đảo hoang và sinh sống ở đó 3 ngày để anh cách xa hoàn toàn khỏi mạng xã hội. Trước khi đi, anh đã được cấp cho vài món đồ cần thiết. Sau đó, anh đã được đưa đến một hòn đảo hoang. Anh sẽ phải sinh tồn ở đây một mình trong 3 ngày. Đến khi hoàn thành, sẽ có người đến đón anh. Do chưa có kinh nghiệm trong việc sinh tồn, nên khi đến nơi anh vẫn chưa thể hình dung mình nên làm gì tiếp theo. Đến khi đứng im đó cả buổi thì anh cũng đã nhận ra, đầu tiên mình cần phải làm một cái lều làm chỗ để đồ và để ngủ. Đến khi trời sắp tối thì cũng biết đi tìm củi để nhóm lửa, vì lửa là một thứ không thể thiếu khi ở một vùng đất không có con người sinh sống. Nhưng đến khi quay lại thì lương thực của anh cũng đã bị đàn khỉ cướp mất. Đen đủi hơn là mãi anh vẫn không đánh được lửa, vì quá bực mà anh đã vứt viên đá đánh lửa đi. Nhưng cũng chỉ ngay sau đó anh đã cảm thấy hối hận, lại phải chạy xuống biển tìm lại viên đá đánh lửa mình vừa ném. Để rồi anh đã không may dẫm phải vỏ sò làm mình bị thương, nhưng nhờ thế mà anh đã tìm được thức ăn cho mình chính là mấy con sò đó. May mắn hơn là anh đã thành công nhóm được một đống lửa, nhưng anh không hề nướng chín mấy con sò để ăn, thay vào đó là ăn sống. Để rồi khi ăn xong anh đã bị đau bụng nôn mửa, rồi anh đã phải cầm theo đèn pin đi vào bên trong rừng để tìm chỗ đi vệ sinh. Nhưng ở bên trong đây, anh luôn có cảm giác ai đó đang di chuyển đằng sau mình, nhưng khi quay lại thì không hề thấy ai. Đến khi nhìn kỹ lại thì là một sinh vật gì đó có khuôn mặt rất ghê rợn. Paul sợ hãi vội bỏ chạy quay lại lều của mình, dùng pháo sáng bắn về phía khu rừng. Nhưng vì quá đau bụng do ăn đồ sống mà anh đã ngất đi. Đen đủi là đêm đến thủy triều đã dâng lên, cuốn trôi đi mọi vật dụng mà anh có. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh đã thấy có ai đó bổ dừa sẵn để bên cạnh cho mình. Anh không một chút nghi ngờ liền uống nó vì quá khát. Đến khi nhìn ra ngoài thì thấy một cô gái đang mò cua bắt ốc. Không ngờ ở một nơi đảo hoang như này lại có một cô gái xinh đẹp đến vậy. Paul không chần chờ liền bám theo sau. Nhưng cô gái đó đi với tốc độ rất nhanh, Paul không thể nào đuổi kịp được. Bám theo một hồi thì anh đã đi sâu vào trong rừng và mất dấu cô gái đó. Nhưng không ngờ lúc này cô ấy đó đột nhiên xuất hiện, sau đó cầm dao lao thẳng về phía anh. Thì ra mục tiêu của cô ấy chỉ là con heo rừng đằng sau anh. Cho dù Paul có hỏi như nào thì cô ấy cũng không trả lời. Thay vào đó là chỉ ngồi im để nướng con heo mình vừa bắt được. Đến khi ăn thì cũng không quên chia phần cho Paul. Mãi đến lúc này thì cô ấy mới chịu mở lời. Cô ấy tên là Hannah, sống ở đây cùng với mẹ từ khi còn nhỏ. Nhưng khi Paul muốn nói chuyện thêm thì cô ấy đã rời đi. Và không quên nhắc nhở Paul rằng phải luôn luôn ở bên cạnh đống lửa, để ban đêm thú rừng không lại gần tấn công anh. Thế là cả đêm hôm đó Paul chỉ ngồi im bên cạnh đống lửa. Mãi đến khi trời gần sáng thì anh mới dám chợp mắt một tí. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy Hannah ở đây và đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho Paul. Điều này không còn gì tuyệt vời bằng. Không ngờ anh lại gặp được một cô gái xinh đẹp trên hòn đảo hoang, được cô ấy kiếm ăn cho từng bữa một. Đến khi thấy anh bị thương ở chân, cô ấy đã lấy quả dại đắp vào vết thương cho anh mau lành. Sau đó thì lại dẫn anh đi khám phá hòn đảo này, rồi còn cùng nhau là một túp lều, cùng nhau chế tạo vũ khí để đi săn. Không ngờ thân là một phụ nữ chân yếu tay mềm, mà kỹ năng sinh tồn của Hannah còn tốt hơn Paul rất nhiều. Càng ngày tình cảm của hai người dành cho nhau cũng càng tốt lên. Nhưng Hannah luôn phải về nhà trước khi trời tối hẳn. Cô cũng không hề cho Paul đi đến nhà của mình, và nói rằng mẹ của cô sẽ giết bất kỳ ai mà bà ấy thấy. Đến khi Paul nói rằng ngày mai anh sẽ phải rời khỏi đây, thì Hannah lại giận dỗi rồi bỏ về. Ngày hôm sau khi trời vẫn còn chưa sáng, người mà mẹ của Paul thuê cũng đã đến hòn đảo này đón anh như đã hẹn. Nhưng có tìm như nào thì cũng không thấy Paul đâu. Hết cách, cô chỉ có thể đi vào rừng để kiểm tra, nhưng có gọi như nào thì Paul cũng không trả lời, bởi vì anh đã ngủ quên ở một nơi cách xa đây. Đúng lúc này cô đã phát hiện ra một đốm sáng, nghĩ đó là ánh sáng chiếu ra từ đèn pin của Paul. Nhưng đến khi lại gần để kiểm tra thì nó lại tắt, rồi đột nhiên chuyển sang một hướng khác. Cũng chỉ một lúc sau ánh sáng đó đã tắt. Đến khi cô cúi xuống nhặt chiếc đèn pin đó thì một bàn tay của quái vật đã tóm lấy cô. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Paul cũng liền nhận ra đã quá giờ hẹn. Anh vội chạy ra biển tìm người đến đón mình, nhưng không thấy bóng dáng một con thuyền nào ở đây. Lúc này anh đã nhìn thấy dưới nước có một chiếc phao và còn có vô số những đồ vật khác đang nổi trên mặt nước. Đi xung quanh tìm thì anh đã thấy có một chiếc thuyền đang chìm, rồi còn có mẹ của Hannah đang lấy hết mọi món đồ có thể sử dụng ở trong con thuyền. Đến khi bà ta rời đi, anh cũng đã tiến lại gần, sau đó thì cũng lặn vào bên trong để kiểm tra và cũng lấy đi một số đồ dùng cần thiết. Nhưng khi đi vào sâu bên trong buồng lái thì anh đã tìm thấy xác của người lái thuyền đã chết ở đây. Vì quá sợ hãi mà anh cũng liền lặn ra ngoài. Nhưng không may quần của anh đã bị mắc vào tay nắm cửa. Cứ như này thì anh sẽ bị ngạt thở mà chết. May là đến phút cuối anh đã vùng vẫy và đã thoát được. Nghi ngờ tất người lái thuyền chết là do mẹ của Hannah làm, nên Paul đã lấy hết dũng khí đi đến nhà bà ta để kiểm tra. Nhân lúc hai mẹ con cô ấy ra ngoài đi săn, anh đã lấy hết dũng khí đi vào trong để kiểm tra. May mắn ở đây Paul đã tìm thấy một bộ đàm, nhưng chưa kịp nói gì thì nó đã mất tín hiệu. Lúc này hai mẹ con Hannah đã đi săn trở về. Không kịp chạy nên Paul chỉ có thể náu xuống gầm giường. Ở bên dưới đây Paul đã phát hiện ra một cái đầu dê khổng lồ. Anh liền cho rằng đó là mặt nạ mà mẹ của Hannah dùng để giả ma giả quỷ dạo gần đây. Nhân lúc hai mẹ con đang mải nói chuyện,
Paul đã rời khỏi đó trước khi bị bà ta phát hiện ra mình, rồi anh đã đi chuẩn bị vũ khí và cả vài chiếc bẫy đề phòng bà ta đến tìm mình, rồi còn đốt một đống lửa lớn làm tín hiệu cầu cứu. Nhưng sáng sớm hôm sau, anh đã bị những tiếng bước chân đánh thức, thì ra đó là Hannah đến tìm anh. Paul liền bảo cô ấy hãy cùng mình rời khỏi đây, vì mẹ của cô rất nguy hiểm. Không ngờ là cô ấy liền đồng ý và hẹn sáng sớm ngày mai sẽ cùng anh rời đi. Nhưng ngay khi Hannah rời đi thì đã có một chiếc máy bay đi ngang qua đây. Đến khi Paul chạy ra cầu cứu thì họ đã bay qua. Vì thế mà anh đã bỏ lỡ cơ hội lần này. Anh đi dọc theo bờ biển kiểm tra thì đã phát hiện ở đây có một ngọn hải đăng. Nhưng đến khi vào trong kiểm tra thì ở đây đã không còn có dấu hiệu của con người sinh sống. Nhìn như nó đã bị bỏ hoang cả trăm năm nay. Kiểm tra bóng đèn phát sáng thì đã hết nhiên liệu. Vì thế mà anh không thể dùng nó để phát tín hiệu cầu cứu. Đến khi anh trở về thì lại bắt gặp cậu bạn Kenvin cũng đang tham gia thử thách sinh tồn 3 ngày cùng anh. Anh ta liền khuyên Paul hãy rời khỏi đây ngay lập tức vì nơi này rất nguy hiểm. Nhưng Paul liền từ chối vì anh sẽ không rời đi khi Hannah vẫn còn ở đây. Thế là anh liền đến nhà để tìm cô ấy ngay trong đêm. Nhưng không ngờ là cô ấy không có ở đây. Thay vào đó là anh đã chạm mặt với mẹ của Hannah. Vì quá sợ hãi anh chỉ có thể bỏ chạy. Bà ta cũng đã đuổi theo anh. Để rồi bà đã giẫm phải cái bẫy mà Paul đã chuẩn bị trước, khiến một thanh gỗ lớn đâm thẳng vào bụng bà. Lúc này bà mới nói ra sự thật rằng bà không phải là quái vật, mà chính Hannah mới là con quái vật chuyên đi ăn thịt người. Thì ra trước kia khi gia đình bà đến đây đi du lịch, không may đã đi đúng lúc người dân bản địa đang thực hiện nghi lễ cúng thần linh. Để rồi Hannah khi còn nhỏ không biết gì nên cô đã vô tình đi vào bàn hiến tế, làm thần linh tức giận biến cô thành quái vật để cô đi giết toàn bộ người trên hòn đảo, bao gồm cả bố của mình. Chỉ có người mẹ là không bị làm sao. Trước khi chết, bà đã đưa cho Paul một nắm quả dại. Nó có tác dụng làm Hannah chìm vào giấc ngủ khi cô ấy biến thành quái vật, và dặn anh rằng mỗi khi Hannah biến thành quái vật thì cô ấy rất sợ ánh sáng, vì ánh sáng có thể đốt cháy da của cô ấy. Mà lúc này Kenvin vẫn đang ở một mình đợi Paul đi cứu Hannah về, nhưng không ngờ là ngay sau đó Hannah đã biến thành quái vật tìm đến giết chết anh ta. Đến khi Paul trở về thì cũng chỉ còn lại một vũng máu. Lúc này Hannah cũng xuất hiện trước mặt anh với vẻ bề ngoài là quái vật, nhưng khi đến gần thì lại trở thành một cô gái xinh đẹp như thường và ăn nói như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn muốn gần gũi với Paul. Trong tình thế này, Paul chỉ có thể cố với nắm quả dại bên cạnh để nhét vào mồm Hannah. Nhưng cô ấy đã phát hiện ra liền biến thành quái vật. Cũng may Paul đã kịp với lấy cái cây đánh ngất cô ấy, rồi cho quả dại vào mồm để cô ấy ngất đi. Sau đó anh đã đến nhà Hannah để tìm lấy một can xăng, cầm nó đến ngọn hải đăng. Nhờ có nhiên liệu mà Paul đã thành công khởi động hệ thống chiếu sáng. Điều đó sẽ giúp anh thu hút tàu thuyền đi đến đây. Nhưng đến khi anh định rời đi thì Hannah đã tỉnh lại và đuổi đến đây. Vì thế mà anh lại bị cô ta đánh cho một trận như tử, rồi còn bị cô ta xích cổ cho anh chết ngạt. Trong tình thế này, Paul không thể đấu lại cô ta, nhưng Paul đã nhanh trí nhặt màu gương vỡ dưới đất, dùng nó phản chiếu ánh sáng của ngọn hải đăng chiếu lên người Hannah. Điều đó làm cô ta đau đớn và đã thả Paul ra. Rồi Paul đã dùng lửa bao vây lấy Hannah, sau đó thì bỏ chạy ra bờ biển. May mắn là ánh sáng của ngọn hải đăng đã thu hút một con thuyền đến đây. Paul liền nhảy xuống biển bơi về phía con thuyền để cầu cứu. Không ngờ là khi gần đến nơi thì Hannah đã đuổi đến nơi. Cái kết là anh đã bị cô ta giết chết, rồi thay chỗ của anh đi lên thuyền để trở về đất liền, chuẩn bị trở thành mối đe dọa cho cả thế giới. Bộ phim hôm nay đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye!